Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và chúng ta cũng đã có cuộc họp đầu năm của Fed đã xong rồi các bạn. Và nếu như các bạn nhìn vào tình hình của thị trường, các bạn sẽ thấy được là nếu chúng ta nói tới chứng khoán Hoa Kỳ, hôm nay là một màu, màu đỏ các bạn. Chỉ số Nasdaq hôm nay đã, đã giảm tới 2.23%. Chúng ta có chỉ số S&P 500 giảm 1.61% và Dow Jones giảm 0.82%. Và không chỉ riêng là chúng ta nói chứng khoán các bạn hồi sáng này để chúng ta cũng thấy được là trước khi mà có cuộc họp đó thì chúng ta đã có vài giờ liên tục giá của bitcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng từ khoảng 42.600 đô lên tới cái mức là khoảng 43.750 đô các bạn rồi sau đó lại có cái sự điều chỉnh trở xuống cái mức bây giờ khi mà thường làm video đó thì nó đã trả cho về cái mức như là trước khi có cuộc họp của Fed các bạn ở mức là 42.536 thì ở cái mức này đó cũng là một cái sự điều chỉnh nhỏ ngày hôm nay cũng không phải đi nhiều lắm các bạn so với cái giá của ngày hôm qua đó thì à, dựa theo con cái Bitcoin giảm 0.8 phần trăm mà thôi nhưng mà những all đây thì giảm nhiều hơn một chút các bạn chúng ta thấy được là tổng số vốn hóa của thị trường giảm 1.2 phần trăm chúng ta vẫn hơn 1,7 nghìn tỷ nhưng mà cũng đã giảm xuống 1.2 phần trăm và chúng ta nhìn vào Crypto Bubbles thì các bạn thấy hôm nay có nhiều màu đỏ hơn là xanh Thì Chủ tịch John Powell đã nói gì khiến cho nhiều màu đỏ xuất hiện như vậy các bạn Nhiều người đã nói là hôm nay đó thì giọng điệu của Chủ tịch John Powell của Fed thì cũng đã nhiều hâu hơn Thuận không nghĩ vậy các bạn thường cũng đã chia sẻ thông tin trực tiếp với các bạn Khi mà cuộc họp diễn ra rồi Và cảm nhận của Thuận đó thì ông không có nhiều hâu hơn hay là bồ câu hơn mà ông ở mức trung lập các bạn để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tại vì tuy là chúng ta nói tới trên channel này rất là nhiều là không có lý do gì chúng ta nghĩ là sẽ có được giảm lãi suất vào tháng 3 hết các bạn cái khả năng đó nó không có cao chúng ta đã nhìn vào tất cả những thống kê thống kê đến từ thị trường cme như là thị trường hợp đồng tương lai các bạn và chúng ta cũng đang nhìn vào những thống kê đến từ CNBC thì điều cho thấy được là khả năng đó không có cao đâu nhưng mà rất rõ ràng nhìn vào phản ứng của thị trường nói chung đó các bạn đã thấy là cũng còn rất nhiều người kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 3 của năm nay bắt đầu từ cái thời điểm đó các bạn nhưng mà ngày hôm nay đó thì đã rõ ràng hơn là ngay cả Fed thì bây giờ ngay cả chủ tịch John Powell thì ông cũng nói là khả năng đó không có cao đâu có thể vì lý do đó cho nên chúng ta mới thấy là thị trường giảm như vậy hay là còn một lý do nào khác nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tập trung nói về tình hình của Fed đi nhưng mà chúng ta trước hết á, thì hãy nhìn vào pre-market thì bây giờ thì có một cái sự hồi phục nhẹ các bạn chỉ số Nasdaq futures đã tăng 0.25%, chỉ số S&P futures cũng đã tăng trở lại 0.14%, và Dow futures uh, thì không có thay đổi nhiều các bạn, tăng 0.08% ở thời điểm này. Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy hôm nay giảm xuống một chút ở mức là 75 đô 91 cent cho một thùng dầu. Thì cái mức này cũng là cái mức ổn định chúng ta đã thấy một thời gian dài rồi. Còn về vàng đó thì uh, hôm nay các bạn thấy được là cũng không có thay đổi nhiều ở mức là 2057 đô cho một ounce vàng. Crypto thì các bạn đã biết rồi cũng đã phản ứng tương tự như là chứng khoán, nhưng mà đối với lại thuận đó thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được chứng khoán phản ứng mạnh hơn rất là nhiều tại vì chúng ta có thể thấy đối với thị trường crypto đến nếu chúng ta nói Bitcoin giảm 0.8% hay là Ether giảm 2.3%, những con số này đó nó coi như là không có gì thay đổi so với ngày hôm qua các bạn chúng ta đã biết những người ai mà có sự giao động mạnh thì những con số này tăng hay giảm lên tới năm phần trăm phần trăm nhưng mà đối với lại chứng khoán trong giờ một ngày mà chúng ta có cái sự điều chỉnh là 1.61% cho chỉ số S&P 500 hay là đối với Nasdaq đó là 2.23% là cái phần điều chỉnh không hề nhỏ đó các bạn nói chung đó thì cái sự phản ứng mạnh hơn là đối với chứng khoán có thể là rất nhiều những nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất sớm nhưng mà bây giờ rõ ràng là chúng ta phải chờ thêm vài tháng nữa thì trở lại đi hồi sáng này khi mà có thông báo đó có thể nhiều bạn đã đoán ra rồi không ai nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất hay là giảm lãi suất trong cái đợt này hết mọi người đều biết là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng mà quan trọng là ông nói gì trong cuộc họp thì các bạn thấy được là trước khi mà có cuộc họp đó thì chúng ta đã có cái văn bản tóm tắt được chia sẻ thì cái văn bản này đó mỗi một lần họp họ sẽ sử dụng cái văn bản cũ của, của tháng trước đó rồi sau đó họ sẽ điều chỉnh những mà nào mà sử dụng Microsoft Word cũng đã biết nó giống như là track changes các bạn nó theo dõi những cái sự thay đổi thì chúng ta có thể nhìn thấy là những cái chữ mà màu đen nó nghĩa là không thay đổi so với văn bản một tháng trước đó những cái chữ mà màu xanh đã thay đổi rồi và chúng ta nhìn thấy là cái chữ màu xanh mà bị gạch ngang qua có nghĩa là cái phần này đã xuất xuất hiện trước đó nhưng mà trong cái cuộc họp này họ đã không có còn đề cập đến nữa có nghĩa là họ đã bỏ cái phần đó và cái phần mà màu xanh gạch bên dưới có nghĩa là cái phần họ mới vừa thêm vào thì có hai điều quan trọng trong bài bản này tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta nói tới điều đầu tiên đi điều thứ nhì một lát nữa chúng ta mới nói đến điều đầu tiên đó chính là chúng ta có thể thấy được cái câu này in determining the extent of any additional policy firming thì cái câu này đã bị bỏ rồi các bạn Cái câu này hiểu đơn giản là Sẽ tiếp tục siết chặt nếu cần thiết Hiểu đơn giản là như vậy Thì các bạn thấy được đây là một cái tín hiệu mạnh Là chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc Thì các bạn đã biết là nhiều người nghĩ là chúng ta đã đến đỉnh của lãi suất rồi Thuận nghĩ như vậy, bạn cũng nghĩ như vậy Nhưng mà Chủ tịch John Powell Thì chưa bây giờ chính thức nói điều này Nhưng mà các bạn thấy hôm nay đó Với cái động thái này Thì coi như cũng đã cho chúng ta có thêm một cái tín hiệu mạnh Là họ đã kết thúc cái chu kỳ tăng lãi suất rồi Câu hỏi kế tiếp là đến khi nào họ mới giảm lãi suất và chúng ta bây giờ hãy nói tới cuộc họp ngày hôm nay đi. Tôi sẽ chia sẻ một cái bài tóm tắt với các bạn. Thuần cũng đã chia sẻ trực tiếp ở trên những mạng xã hội với các bạn liên quan đến cuộc họp ngày hôm nay và chủ yếu đó Thuần chỉ chia sẻ những câu hỏi mà Thuần cảm thấy đặc biệt ngày hôm nay mà thôi thì trong cuộc họp báo đó đầu tiên hết cũng như thường lệ chúng ta sẽ nghe những cái lời chia sẻ tổng quát đến từ chủ tịch John Powell thì hầu như lần nào ông cũng nói những điều tương tự chúng ta thấy được chủ tịch John Powell bắt đầu với lời mở đầu về kinh tế thì vẫn tốt tại vì chúng ta thấy GDP của Hoa Kỳ thì vẫn tăng và lạm phát thì vẫn còn cao và sau khi mà Fed đã siết chặt chính sách tiền tệ và hiện giờ đã đi vào cái dùng rất chặt rồi nghĩa là một lần nữa đây lại là một tín hiệu cho thấy được là Fed đã ngưng tăng lãi suất rồi cái đó đó thì ông nói về cái thị trường việc làm đã cân bằng trở lại, lạm phát giảm nhưng mà không dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao, tại vì các bạn biết là tỷ lệ thất nghiệp đó chúng ta vẫn có những cái con số rất là thấp giống như là 3.7%, đây là những cái con số cực kỳ thấp các bạn, có thể nói là thấp trong vòng 50 năm qua. Nhưng mà tuy nhiên lạm phát vẫn chưa trở về cái mức phần trăm ấn định như là 2%. Từ khi mà bắt đầu đó thì chủ tịch uh, John Powell nói chúng tôi đã bán tổng cộng là 1.3 nghìn tỷ đô la và chúng tôi quyết định hôm nay sẽ giữ nguyên lãi suất và tiếp tục bán trái phiếu thì các bạn nên hiểu đó chúng ta nói tới bán trái phiếu ở hoa kỳ là chúng ta sẽ phải nghĩ đến là ai đang bán khi mà chúng ta nói tới bộ tài chính hoa kỳ bán có nghĩa là chúng ta thấy là họ bán để họ có tiền để tiếp tục vận hành có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm dòng tiền đi vào trong những cái mảng khác nhau nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta nói tới fed bán công trái phiếu nghĩa là họ thu dòng tiền trở về các bạn tại vì chúng ta biết là thường đó khi mà bộ tài chính bán công trái phiếu. Nếu như mà không ai mua thì Fed sẽ là người mà sẽ mua công trái phiếu đó. Chúng ta có thể nghĩ đến là cái việc in tiền nó đã xảy ra ở hai công đoạn. Khi mà chúng ta nói tới in tiền đó, các bạn có thể thường hay nghĩ đơn giản là chúng ta hay nói là chính phủ in tiền hay là ngân hàng trung ương in tiền. Các bạn có thể nghĩ là chúng ta có máy in bấm rồi in ra thì cái đó cũng đúng các bạn. có đó là một phần nhỏ mà thôi. Cái phần lớn hơn đó chính là đến từ Fed và ngân hàng các bạn. Để tôi giải thích rõ ràng hơn để các bạn hiểu. Khi mà chính phủ hoa kỳ đi cần tiền thì khi mà chúng ta thấy họ không có cái số tiền thuế thu vào đủ để mà chi tiêu đó họ sẽ cần phải vay mượn thêm nghĩa là bán công trái phiếu thì công trái phiếu đó họ có thể bán cho những người đầu tư thông thường họ có thể bán cho những tổ chức đầu tư họ thậm chí có thể bán cho những quốc gia khác nhưng mà trong trường hợp mà họ có nhu cầu bán cao mà cái nguồn cầu không nhiều thì phần còn lại đó sẽ được thu mua bởi Fed các bạn cục dự trữ liên bang ở Hoa Kỳ họ sẽ thu mua cái số lượng công trái phiếu đó họ sẽ ghi nhận cái số lượng trái phiếu đó vào trong cái sổ sách của họ là một tài Sản, rồi sau đó họ sẽ bấm nút để có cái số tiền đó xuất hiện ở trong tài khoản của chính phủ Hoa Kỳ ở trong cái ngân sách của Fed và sau đó tiền đó có thể được dùng để mà chi tiêu đó là một cái gọi là thủ công liên quan đến kế toán mà thôi các bạn và khi mà Fed muốn thu lại dòng tiền có nghĩa là fed sẽ bán cái số lượng công trái phiếu đó cho những người khác rồi sau đó họ sẽ thu dòng tiền trở về và nó sẽ có hiệu ứng là siết chặt dòng tiền tại vì tiền trở về account của fed thì nó sẽ nằm ở đó chứ nó không có được dùng làm gì hết các bạn và một cái khác nữa đó chính là liên quan tới ngân hàng khi mà chúng ta nói tới in tiền đó thì một đơn vị khác mà hỗ trợ in tiền để chính là ngân hàng. Tại vì khi các bạn đem tiền vào cho ngân hàng các bạn gửi đó thì các bạn sẽ thấy được là nếu các bạn đem 10.000 đô các bạn gửi vào ngân hàng thì tùy theo quy định của ngân hàng địa phương nhưng mà các bạn có thể nghĩ đơn giản là họ sẽ lưu lại một phần. Giả dạ, sử như là 10% đi cái này con số cũng trung bình mà thôi. Nghĩa là 10.000 đô các bạn gửi vào họ giữ lại 1.000 đô ngân hàng, 9.000 đô còn lại họ sẽ cho vay và họ sẽ cho một người khác vay. Người đó lấy cái tiền đó đi mua xe đi rồi cái người mà bán xe sẽ lấy 9.000 đô đó đưa vào cho ngân hàng của họ ngân hàng của họ lại giữ lại 900 đô và cho vay 8.100 đô coi người khác nữa lại lấy 8.100 đô đó đi chi tiêu cái gì đó và cái người mà nhận được 8.100 đô đó lại đem tới ngân hàng của họ gửi ngân hàng của họ lại giữ lại 810 đô rồi cho vay phần còn lại và cứ tiếp tục như vậy các bạn thấy được là 10.000 đô đã trở thành một cái con số nó lớn hơn rất là nhiều tại vì đó là cách in tiền thông qua hệ thống ngân hàng và cái này là cái cách mà rất nhiều quốc gia sử dụng các bạn thì chúng ta có thể nghĩ khi mà Fed muốn siết chặt nguồn tiền thì họ phải siết chặt cả hai đầu thứ nhất là họ phải bán công trái phiếu để mà thu dòng tiền về và thứ hai nữa là họ sẽ tăng lãi suất lên khiến cho người ta vay ít đi và nó cũng sẽ có hiệu ứng là ít tiền hơn ở trong nền kinh tế các bạn và đó là cách mà Fed sẽ chặt nguồn tiền cho nên ngày hôm nay lãi suất giữ nguyên nhưng mà họ vẫn sẽ tiếp tục bán công trái phiếu để mà thu dòng tiền về và chúng ta cũng đang nghe chủ tịch John Powell chia sẻ ngày hôm nay là ông sẽ giữ nguyên lãi suất và nghĩ rằng sẽ cần phải giữ ở mức này cho đến khi chúng tôi cảm thấy đã đủ để đẩy lừa lạm phát chủ tịch john powell các bạn thấy là ông rất là cẩn thận ông luôn sử dụng những cái từ chung chung cho nên rất là khó để có thể đoán biết được là khi nào mới gọi là đủ để cho fed cảm thấy an toàn để mà giảm lãi suất cho nên đây cũng là một trong những trọng điểm mà rất nhiều phóng viên hỏi ngày hôm nay thì chúng ta bây giờ hãy đến cái phần hỏi đáp đi những gì được chia sẻ chung chung bởi chưa được chọn phao cũng không nhiều là bất ngờ đâu các bạn đây là những điều mà chúng ta cũng đã biết và những điều tương tự ông đã nói rất là nhiều lần rồi nhưng mà các bạn thấy được là đầu tiên hết á là có new york times thì phóng viên của new york times sẽ hỏi là ông nói là hiện tại ông chưa muốn cắt giảm lãi suất vậy thì ông cần thấy thêm thông tin gì nữa mới cho ông cảm thấy an toàn để mà cắt giảm lãi suất thì chủ tịch John Powell nói là chúng tôi tự tin là tỷ lệ lạm phát sẽ giảm về mức 2%. Cái này là điều mà chúng ta thấy cũng đã khác so với trước đây. Bây giờ ra thì chủ tịch John Powell nói là ông rất tự tin là những gì xảy ra nếu tiếp tục xảy ra sẽ để lạm phát trở về mức 2%. Và cái mà ông muốn thấy không phải là những dữ liệu tốt hơn mà ông muốn thấy những dữ liệu tương tự như là những cái dữ liệu gần đây có nghĩa là miễn là mỗi một tháng chúng ta thấy là cái phần trăm lạm phát nó đi xuống chút xíu thì đó là điều mà ông muốn thấy và ông cũng đã nói là có tổng cộng là 6 tháng có dữ liệu lạm phát tốt và chúng tôi cần thêm các dữ liệu tương tự như vậy và ông cũng nhấn mạnh là không phải là cần dữ liệu tốt hơn chỉ cần là những dữ liệu tương tự như vậy tiếp tục có thì cũng đủ để ông cảm thấy là an toàn hơn nhưng mà một lần nữa các bạn thấy được là ông cũng trả lời chung chung mà thôi ông không bao giờ sẽ nói rõ ràng là ông cần thêm bao nhiêu ngày tháng nữa để cảm thấy là an toàn trước khi mà giảm lãi suất và các bạn thấy được là kế đó, đó thì Wall Street Journal đã hỏi là Fed đã tăng lãi suất nhanh chóng trong năm ngoái để quản lý lạm phát sáng nay thì dữ liệu từ ADP chúng ta thấy được là hồi sáng nay đã có công ty biên chế ADP cũng đã công bố thông tin liên quan đến cái tình hình việc làm ở Hoa Kỳ đương nhiên đây chỉ là cái công bố đến từ công ty biên chế mà thôi các bạn đây chỉ là một công ty tư nhân nhưng mà họ cung cấp dịch vụ biên chế nghĩa là họ cung cấp dịch vụ trả lương cho nhân viên nên cho nên họ cũng nắm bắt được một số thông tin và họ đã chia sẻ là các công ty Hoa Kỳ đã tuyển dụng thêm 107.000 nhân viên trong tháng đầu tiên của năm 2024 giảm so với con số 158.000 việc làm của tháng 12 và thấp hơn nhiều so với ước tính của Dow Jones là 150.000 có nghĩa là vẫn có thêm người ta có công an việc làm các bạn nhưng mà con số đã thấp hơn ước tính rất là nhiều và thấp hơn tháng vừa rồi thì câu hỏi này đến từ Wall Street Journal là thị trường việc làm rất rõ ràng đã nguội lại thì ông nghĩ gì về điều này? thì chủ tịch John Powell nói là hầu hết tất cả các quan chức của Fed đều nghĩ là cần phải giảm lãi suất. đây cũng là một lần nữa ông nhấn mạnh là bước kế tiếp sẽ giảm lãi suất nhưng mà ông không nói khi nào các bạn. ông nói là chúng tôi đang tìm kiếm thời điểm thích hợp để mà giảm lãi suất, làm sao để cho giảm không quá sớm và không quá muộn. cái đó đó thì chúng ta có Reuters thì Reuters đã hỏi là ông từng nói là Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước khi mà lạm phát về 2%. Vậy thì khi nào? Vì lúc nào Fed cũng nói là lạm phát vẫn cao hơn tiêu chuẩn 2%. Có nghĩa là các bạn đã nhớ là tháng 12 đó thì Chủ tịch John Powell nói là không cần phải chờ đến lạm phát 2% mới cắt. Và thậm chí nếu chờ đến như vậy đó thì đã quá trễ rồi. Cho nên đến một mức nào đó chỉ cần là đến gần 2% thì ông sẽ cắt lãi suất nhưng mà bây giờ đó thì Reuters không biết là như vậy thì mức nào Fed nói là chúng tôi cần thêm dữ liệu hiện tại đó chúng ta đang ở mức là 2.9 và 2.9 so với 2 phần nó vẫn còn một khoảng cách và chúng tôi cần thấy con số này giảm thêm nữa giảm thêm bao nhiêu thì ông không có nói các bạn cho nên các bạn thấy được là mỗi lần mà chủ tịch John Powell nói thì ông cũng nói cái cách chung chung dẫn đến là có rất nhiều sự hiểu lầm xảy ra các bạn và thật ra ông nói chung chung như vậy tại vì ông không muốn chia sẻ chi tiết tại vì khi mà ông nói ok nếu như mà trở về cái mức là 2.7, 2.5 thì ông sẽ giảm lãi suất nhưng mà lỡ như lúc đó mà chúng ta nhìn thấy là tình hình kinh tế bữa nay rất là tốt thì có thể là ông không cần phải giảm lãi suất tại vì không lý do gì mà giảm khi mà không cần thiết các bạn cho nên là ông không có muốn đưa ra những con số cụ thể nhưng mà cũng vì lý do đó dẫn đến là thị trường lúc nào cũng suy đoán xem coi là khi nào Fed mới giảm lãi suất khi nào Fed mới tăng lãi suất khi nào Fed mới siết chặt nguồn tiền khi nào Fed mới thả nguồn tiền các bạn lúc nào người ta cũng suy đoán hết tại vì Fed sẽ luôn nói một cách chung chung và thêm vào đó đó thì chủ tịch uh, John Powell nói là nếu chúng tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng, chúng tôi có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn. Nếu như kinh tế tiếp tục tốt, chúng tôi có thể cắt giảm lãi suất muộn hơn. Tóm lại là nói chung chung thôi các bạn. Kế đó đó thì Washington Post cũng đã hỏi là ông có thể cho biết cảm nhận của ông về chi phí nhà ở hiện tại hay không? Chúng ta có nên chuẩn bị cho một hạ cánh mềm không? tại vì các bạn nên hiểu là chi phí nhà ở là một phần rất lớn trong chỉ số phần trăm lạm phát thì cái này hợp lý thôi các bạn tại vì đối với một người dân bình thường ở hoa kỳ đó thì chúng ta có thể nói là họ giả sử như có nhà hay là không có nhà đi không có nhà thì phải đi mướn các bạn và cái chi tiêu người có nhà phải trả cho ngân hàng và trả cho tiền thuế đất cộng với lại người không có nhà phải đi mướn cái chi tiêu đó nó đại diện cho một phần lớn của thu nhập hàng tháng và thường nó đại diện cho tới một phần ba lần cho nên ở trong cái phần trăm lạm phát đó chi tiêu mướn nhà là một cái phần rất là lớn thì chưa John Powell nói là chúng tôi vẫn đang theo dõi chi phí nhà ở vì khi mà chi phí này giảm sẽ ảnh hưởng đến chỉ số lạm phát và ông nói là chúng tôi không chắc chắn khi nào mà điều này có thể giảm tỷ lệ lạm phát bao nhiêu hiện tại đó chúng tôi không tự tin 100% là có hạ cánh mềm có nghĩa là ông không nói là không có nhưng mà ông nói là bây giờ ông vẫn chưa có đủ tự tin để nói chúng ta chắc chắn sẽ có hạ cánh mềm và một điều khác nữa rất quan trọng là chủ tịch John Powell ông tin là cái chi phí mướn nhà đã không tăng nữa hoặc là thậm chí giảm xuống và cái này nó chưa thực sự thấm vào ở trong chỉ số phần trăm lạm phát tại vì các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ đó là cái chi phí mướn nhà tốn một thời gian rất là dài các bạn 8 tháng hoặc năm gì đó nó mới bắt đầu có cái sự ảnh hưởng đến cái chỉ số phần trăm lạm phát tại vì người ta khi mà ký hợp đồng mướn nhà thì người ta sẽ ký kết đó một năm hay là 2 năm cho nên chúng ta sẽ thấy được là cái chỉ số này nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để mà thấm vào trong chỉ số cpi và ông nghĩ là điều đó vẫn chưa xảy ra có nghĩa là Chủ tịch John Powell vẫn nghĩ là trong thời gian tới đây chúng ta sẽ tiếp tục thấy chỉ số Core CPI hay là Core PC sẽ tiếp tục giảm xuống nữa các bạn. Kế đó, đó thì chúng ta thấy uh câu hỏi đến từ Bloomberg. Bloomberg hỏi một lần nữa về thị trường việc làm hiện nay ông nghĩ như thế nào? Tại vì trọng tâm bây giờ đó mọi người đều muốn biết là khi nào Fed giảm lãi suất nhưng mà Fed sẽ không nói khi nào giảm lãi suất đâu các bạn cho nên người ta cứ hỏi dòng do lỡ như mà nền kinh tế tệ hơn ông có giảm lãi suất nhanh hơn hay không? Lỡ như mà thất nghiệp tăng thì ông có giảm lãi suất hay không? Tóm lại như vậy các bạn nhưng mà cuối cùng đó thì chủ tịch John Powell vẫn trả lời chung chung. Ông nói là chúng ta gần như đã trở về mức bình thường khi mà nói đến thị trường việc làm. Thị trường việc làm đang cân bằng trở lại so với trước đây tại vì trước đây đó ông đã nói liên tục là chúng ta có rất nhiều người ta mướn người nhưng mà cái số lượng người mà đi kiếm việc làm đó không có nhiều đến nỗi mà các bạn thấy là mỗi một người đi kiếm việc làm thì có tới hai việc làm đang chờ đợi để mà tuyển dụng. Bây giờ đó thì ông không nghĩ gì nữa, ông nghĩ là bây giờ đó đã cân bằng trở lại rồi. Nói chung là cái số lượng người tìm việc làm và cái số lượng việc làm đó đã gần như là ngang bằng với nhau và bây giờ đó thì vẫn tốt. Câu hỏi kế tiếp là đến từ Associated Press và người này hỏi là ông có nghĩ đến rủi ro của việc lạm phát tăng trở lại nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển tốt hay là không thì chủ tịch john Powell nói là đương nhiên đó là một rủi ro nhưng mà đối với ông là cái rủi ro lớn hơn là để tỷ lệ lạm phát ổn định nhưng mà mức cao hơn là 2%. phần trăm và ông nhắc là một lần nữa chúng ta đã có 6 tháng dữ liệu lạm phát rất là tốt chúng tôi không nghĩ là lạm phát sẽ tăng trở lại miễn là chúng tôi hành động thận trọng Câu hỏi kế tiếp về đến từ Bloomberg TV thì Bloomberg TV hỏi là nếu như ông nói là không chắc chắn sẽ có hạ cánh mềm nhưng mà liệu có khả năng là hạ cánh cứng hay là không các bạn và ông có bao giờ nghĩ đến rủi ro tỷ lệ lạm phát sẽ giảm dưới mức ấn định bởi Fed hay là không có nghĩa là xuống dưới cả 2% luôn các bạn và Chủ tịch John Powell nói rằng là nền kinh tế đã rất tốt trong năm vừa qua tỷ lệ thất nghiệp ở mức là 3.7% là rất thấp, thấp nhất trong vòng 50 năm qua. 6 tháng chỉ số PC là rất tốt và chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục, nhưng mà chúng tôi dự đoán là GDP nghĩa là cái sự tăng trưởng nền kinh tế ở Hoa Kỳ sẽ chậm lại trong năm nay. Thị trường việc làm đang trở lại trạng thái cân bằng. Chúng tôi không muốn làm phát giảm dưới 2% tại vì cái đó cũng rất là xấu và sẽ có những biện pháp phù hợp nếu như điều đó xảy ra. Câu hỏi kế tiếp đã đến từ Fox Business thì người này hỏi là ông nghĩ gì về việc thị trường đang kỳ vọng sắp sửa giảm lãi suất cuối cùng của người vô trọng tâm rồi các bạn. Và đáng tiếc Chủ tịch John Powell nói là chúng tôi sẽ ra quyết định dựa trên các dữ liệu hiện tại. Tôi có thể nói là cho đến cuộc họp kế tiếp vào tháng 3 chúng tôi chưa chắc chắn có đủ dữ liệu để ra quyết định cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là không có cao. Và cũng là câu nói này các bạn khiến cho chứng khoán giảm rất là nhiều Và lúc đó thường nhớ là crypto Chúng ta nói riêng về Bitcoin nên thì cũng đã bắt đầu giảm Sau khi mà ông cũng đã nói khả năng rất cao là vào tháng 3 Sẽ không có giảm lãi suất chỉ đơn giản vì ông chưa đủ tự tin Ông chưa nghĩ là mình có đầy đủ tài liệu để đưa ra quyết định đó kế tiếp chúng ta sẽ được là marketplace thì cũng đã hỏi là ông có cảm nghĩ gì về thị trường bất động sản và ảnh hưởng của nó đến lạm phát và một lần nữa chủ tịch john powell đã nhấn mạnh lại giá bất động sản rất quan trọng đối với người dân nhưng mà đó không phải là đề tài chính mà chúng tôi quan tâm chúng tôi chỉ quan tâm đến một phần của bất động sản mà thôi đó chính là cái giá thuê nhà và sự ảnh hưởng của giá thuê nhà liên quan đến cái phần trăm lạm phát như thường vừa chia sẻ mới đây với các bạn. Cái đó đó thì một lần nữa marketplace đã hỏi là ông nghĩ gì về lá thư gửi từ thượng nghị sĩ Warren. Các bạn đã nhớ là ngày hôm qua chúng ta cũng đã có cái thông tin là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng với lại các đồng nghiệp của bà đã viết một lá thư kêu gọi Fed giảm lãi suất để người dân có thể mua nhà. Thì Chủ tịch John Powell nghĩ gì về lá thư đó? Thì ông đã nói là chúng tôi có hai nhiệm vụ được quốc hội giao phó. Đó là quản lý tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp mà công cụ mà chúng tôi sử dụng đó chính là lãi suất chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi có nghĩa là ông chỉ quan tâm đến đẩy lùi lạm phát và giữ cái phần trăm thất nghiệp ở mức ổn định chứ còn ai mua nhà được hay không là chuyện đó là chuyện của người dân không phải là chuyện của ổng và cũng không phải là chuyện mà ổng nên quan tâm kế tiếp đó thì chúng ta có axios axios hỏi là fed có ý định giảm tốc độ bán trái phiếu hay là không thì điều mà chúng ta có thể nhận ra được là tuy vào tháng 3 Ông nói là khả năng cao sẽ không có được giảm lãi suất nào hết Nhưng mà ông đây nói là chúng tôi đã thảo luận rất nhiều Về vấn đề là giảm tốc độ bán trái phiếu Và sẽ tiếp tục thảo luận vào cuộc họp tháng 3 Có nghĩa là có khả năng vào tháng 3 Có thể có những quyết định liên quan đến tốc độ bán trái phiếu Có thể được giảm xuống Và nếu các bạn nhớ thương dự chia sẻ đó Đó cũng là một phần để thả lỏng thị trường Đó vẫn là một tin tức tốt các bạn Nhưng mà phần lớn mọi người chỉ chú tâm vào Câu nói của Chủ tịch John Powell ngày hôm nay Là khả năng tháng 3 sẽ không có được giảm lãi suất nào mặc dù những chỉ số chúng ta đã nói tới gần đây đã đều cho thấy được. Cái khả năng đó không có cao nhưng mà hầu như vẫn có rất nhiều người kỳ vọng vào khả năng đó. Và chúng ta thấy được là điều kế tiếp được hỏi đó chính là đến từ The Economist. Thì The Economist hỏi là ông nói là mình vẫn chưa tự tin về xu hướng lạm phát sau 6 tháng có dữ liệu tốt. Vì thì cần bao nhiêu tháng nữa ông mới có thể tự tin. Chủ tịch John Pao nói là tôi không thể nói chính xác là cần bao nhiêu tháng. Chỉ có thể nói là chúng tôi có sự tự tin chỉ là chúng tôi cần thêm tự tin mà thôi và cái sự tự tin đó sẽ đến từ khi mà chúng tôi có thêm nhiều dữ liệu nữa sẽ khiến chúng tôi tự tin hơn tại vì cái quyết định giảm lãi suất là một quyết định mà sẽ có rất nhiều hậu quả câu hỏi kế tiếp đã đến từ market watch và họ hỏi là trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa có nhiều ứng cử viên đã lên tiếng nói là họ sẽ không cho ông cơ hội có nhiệm kỳ thứ ba nhưng mà ông bản thân ông nó có muốn tiếp tục làm chủ tịch Fed thêm một nhiệm kỳ nữa hay là không. Thì chủ tịch John Powell chỉ trả lời đơn giản là tôi không có gì để nói về vấn đề đó. Tôi chỉ quan tâm đến việc mình cần làm gì mà thôi. Và còn hai câu hỏi nữa thuần chọn lọc ra để mình chia sẻ với các bạn. Câu hỏi kế tiếp là đến từ Agency France. Và người này hỏi là ông nói kinh tế tốt và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nhưng mà các chỉ số đo lường sự tự tin của người tiêu dùng đó thì đang rất thấp hiện tại. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Thì Chủ tịch John Powell nói là tôi nghĩ một phần là do cái giá của các mặt hàng và dịch vụ vẫn còn rất là cao và giá đã tăng liên tục vài năm qua cao hơn mức ứng định là 2%. Việc tỷ lệ lạm phát giảm không có nghĩa là giá cả hàng hóa sẽ giảm các bạn. Chúng ta hay nói tới là phần trăm lạm phát giảm là chúng ta đang nói tới là cái phần trăm tăng trưởng của lạm phát giảm xuống nghĩa là vẫn tăng nhưng mà tăng chậm hơn chứ không có nghĩa là chúng ta nói tới là mặt hàng đang giảm giá các bạn mọi người có quyền không hài lòng Do đó, việc quản lý lạm phát rất quan trọng. Và câu hỏi cuối cùng đã đến từ CNBC. Thì CNBC hỏi là nếu như ông nói kinh tế vẫn tốt, thì ông có lo lắng lạm phát sẽ trở lại hay là không? thì chủ tịch John Powell nói là tôi không lo lắng về vấn đề này nếu như làm phát giảm mà nền kinh tế vẫn tốt thì đó là điều mà chúng tôi muốn và đây là kết thúc những cái câu hỏi Thường cảm thấy là quan trọng của bạn còn nhiều câu hỏi khác nữa nhưng mà đây là những câu hỏi được cảm thấy là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà thông qua những câu hỏi này đó, các bạn cũng đã thấy là cuộc họp báo ngày hôm nay nó không có sôi động như là hồi tháng 12 tại vì hồi tháng 12 đó các bạn thấy được là có cái điều bất ngờ là Fed lại đề cập đến việc giảm lãi suất trong cái cuộc họp này đến như thường chia sẻ đầu video nhiều người cho hôm nay giọng điệu đã nhiều hâu hơn Nhưng mà Thuận không nghĩ gì các bạn Thuận nghĩ là chủ yếu dòng điệu là trung lập Nhiều người nói là Fed đã giống như bắt đầu đi ngược lại những gì mà ông đã chia sẻ vào tháng 12 Thuận cũng không cảm thấy như vậy Thuận cảm thấy là ông vẫn tiếp tục chia sẻ dựa trên nền tảng vào tháng 12 Thì có bốn điều quan trọng Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thứ nhất đó chính là ông nói kinh tế vẫn tốt Tuy là thất nghiệp vẫn thấp và hy vọng sẽ có hạ cánh mềm nhưng mà chưa chắc chắn Thì đương nhiên rồi các bạn Tại vì trong lịch sử cho thấy được là với cái sự tăng tốc khi mà chúng ta nói tới cái phần trăm lãi suất như vậy đó thì chưa bao giờ chúng ta có một cái sự giảm lãi suất mà không dẫn đến một suy thoái tài chính và thường thường hay chia sẻ một cái meme với các bạn thì nhiều bạn cũng cảm thấy là mắc cười nhưng mà thật ra đó là sự thật các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái vòng kinh tế hoạt động như thế nào đó các bạn thấy là chúng ta đang ở trong cái phần này các bạn tăng lãi suất thì bây giờ chúng ta đang ở mức là lãi suất cao thì lãi suất cao kế tiếp là gì các bạn kế tiếp là chúng ta có hạ cánh mềm hay là không nhưng mà phần lớn chúng ta thấy được là không có hạ cánh mềm mà dẫn đến là suy thoái tài chính tại vì nó sẽ dẫn đến một cú sốc trong thị trường các bạn khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự trì hoãn của lãi suất thì các bạn sẽ hiểu ngay lập tức tại vì các bạn đã thấy được là tăng lãi suất thì gần 2 năm mới thấm vào trong thị trường khi mà giảm lãi suất cũng sẽ như vậy các bạn nhưng mà cái lúc mà giảm lãi suất mà nếu như cần hai năm mới thấm vào trong thị trường thì lúc đó có thể quá trễ rồi tại vì thị trường đã bị siết chặt quá lâu cho nên suy thoái đó là điều rất là khó tránh các bạn cái mà chủ tịch tròn paul đang nói đến thì chính là ông muốn tăng lãi suất rồi sau đó hạ lãi suất hạ cánh mềm rồi chúng ta bắt đầu đi vào giảm lãi suất bỏ qua cái phần suy thoái này nhưng mà các bạn đã thấy được đây là một vòng tròn chúng ta có tăng lãi suất rồi hạ cánh mềm suy thoái sau đó chúng ta được là vì suy thoái cho nên fed mới giảm lãi suất giảm lãi suất lúc đó kinh tế vẫn yếu thì phải thả lỏng tiền tệ các bạn thả lỏng tiền tệ thì dẫn đến là lạm phát tăng cao lạm phát tăng cao một lần nữa lại phải tăng lãi suất để mà quản lý lạm phát rồi lại tới hạ cánh mềm suy thoái nó là một dòng xoáy xảy ra rất rất nhiều lần rồi các bạn và đương nhiên thuận biết các bạn biết chỉ tịch john Powell cũng biết cho nên tuy ông luôn có một cái kỳ vọng là có một hạ cánh mềm nhưng mà không gì chắc chắn hết. Điều thứ hai là chủ tịch John Powell đã nhấn mạnh lại là ông rất hài lòng và tự tin về việc lạm phát để được quản lý nhưng mà cần thêm dữ liệu để càng chắc chắn hơn. Ông đã nhắc tới rất nhiều lần rồi không phải là ông không tự tin là lạm phát sẽ trở về 2%. Ông chỉ cần thêm thông tin để chắc chắn hơn mà thôi. Và điều thứ ba là về lãi suất các bạn đã thấy được là hầu như mọi người đều muốn biết là khi nào mới giảm. Các phóng viên đã hỏi rất nhiều kênh khác nhau và sử dụng nhiều ví dụ khác nhau để mà xem coi là Chủ tịch John Powell có tiết lộ điều gì hay không. Đáng tiếc, Chủ tịch John Powell không nói thêm gì hết, chỉ nói là sẽ có giảm lãi suất năm nay nhưng mà khi nào thì chưa biết các bạn. Và đương nhiên các bạn thấy được là sau khi có cuộc họp ngày hôm nay đó chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo tỷ lệ CME chúng ta wow lại thay đổi nữa các bạn. Không biết tại sao mà nó lại thay đổi liên tục như thế này. Wow các bạn, cái này là một cái sự bất ngờ đối với Thuận tại vì ngay cả sau khi mà chưa được chọn Paul chia sẻ thì ngay thời điểm này chúng ta vẫn thấy được là có nhiều kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3 các bạn chúng ta có thể zoom vào và các bạn thấy được là lãi suất bây giờ là 5.25 tới 5.5 như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì ngay bây giờ các bạn nhìn thấy được là 47% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuộc họp vào tháng 3 nhưng mà các bạn lại thấy được là có cái phần cao hơn là 53% vẫn nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất cái phần cao hơn nghĩa là như vậy vào tháng 3 không biết tại sao họ lại nghĩ như vậy các bạn trong khi mà ngày hôm nay đã chưa được John Powell cũng đã nói rất rõ là ông thấy khả năng đó rất là thấp nhưng mà thị trường thì không nghĩ vậy. Cũng giống như là chúng ta đã nói tới cách đây mấy ngày để chúng ta nhìn những cái chỉ số thì đều cho thấy được khả năng đó không có cao nhưng mà nhiều người vẫn nghĩ như vậy cho nên mới dẫn đến là sau khi nghe cái sự chia sẻ đến từ John Powell thị trường mới có một cái sự điều chỉnh nhưng mà ngay bây giờ sau khi nghe những thông tin đó người ta vẫn nghĩ là khả năng là tháng 3 sẽ nhận lãi suất các bạn Thuận thì nghĩ là chúng ta thấy là khả năng cao hơn sẽ là vào tháng 5. Vào tháng 5 đó chúng ta có cái phần trăm giảm lãi suất đã cao hơn các bạn. Chỉ có 5% nghĩ là chúng ta sẽ có lãi suất giữ nguyên mà thôi. Còn phần còn lại là 95% nghĩ là chúng ta sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 5. Cái đó thì nó chắc chắn hơn đối với Thuận. Và điều thứ tư là chủ tịch John Powell nói là sẽ bàn về việc có nên tiếp tục bán trái phiếu với tốc độ hiện tại hay là không trong cuộc họp vào tháng 3. Và trong nhiều năm qua họ đã bán rất là nhiều rồi các bạn, 1.3 nghìn tỷ nghĩa là 1.3 nghìn tỷ đô la đã bị rút ra khỏi thị trường rồi. Và nếu như mà chúng ta thấy là họ giảm tốc độ bán trái phiếu cũng là một phần thả lỏng tiền tệ. Và đó là những cảm nghĩ của Thuận liên quan đến cuộc họp ngày hôm nay mà Thuận muốn mang đến cho các bạn. Nhưng một điều cực kỳ thú vị đối với Thuận đó là các bạn đã nhớ Thuận chia sẻ về cái văn bản họp sơ bộ của Fed. Có hai điều chúng ta phải quan tâm đến. Điều đầu tiên là thuận đã nói tới đầu video liên quan đến việc là họ đã bỏ cái phần liên quan đến là sẽ tiếp tục siết chặt nếu cần thiết. Một điều khác nữa mà họ cũng đã bỏ đó chính là các bạn thấy được cái phần này the US banking system is sound and resilient. Điều này có nghĩa là ngân hàng Hoa Kỳ vẫn vững mạnh và kiên cường. Họ đã bỏ cái phần đó rồi các bạn. Tại vì sao? cũng không rõ nữa và ngày hôm nay các bạn đã thấy được là có một cái sự kiện là cổ phiếu của ngân hàng New York Community Bank Corp đã giảm rất nhiều ngày hôm nay các bạn refresh lại để xem con này kết thúc như thế nào tại vì ngày hôm nay đã có một thời gian giảm tới 40% thì kết thúc ngày hôm nay đã giảm gần như là 38% các bạn đây là một ngân hàng không phải ngân hàng lớn các bạn một ngân hàng địa phương nhưng mà các bạn thấy được là giảm tới 38% trong giờ một ngày và để nhắc lại đó, đây là ngân hàng mà đã mua lại ngân hàng Century Bank. Đây là một ngân hàng mà đã sụp đổ hồi tháng 3 của năm ngoái. Lý do tại vì ngân hàng New York Community Bank Corp thông báo là họ sẽ cắt giảm cổ tức 70% và báo cáo một khoản lỗ trong quý 4 là 260 triệu đô la, trong khi mà các nhà đầu tư kỳ vọng là sẽ có cái phần lãi 260 triệu của bạn cái sự khác nhau một trong một vật luôn những nhà đầu tư kỳ vọng là họ sẽ có lợi 260 triệu nhưng mà họ lại khai lỗ 260 triệu của bạn cho nên mới dẫn đến sự kiện giảm mạnh ngày hôm nay cực kỳ bất ngờ điều này xảy ra chỉ vài tuần trước khi mà chương trình cho vay khẩn cấp của Fed sẽ hết hạn, các bạn. Các bạn đã thấy được là Fed đang đối đầu với rất nhiều những cái áp lực để mà hạ lãi suất hoặc là phải tiếp tục cung cấp thêm thanh khoản. Dù sao đi nữa, máy in tiền nó vẫn sẽ phải hoạt động, các bạn. Tại vì nếu như tình trạng này đó không biết là New York Community Bank Hope là công ty riêng lẻ gặp vấn đề hay là còn nhiều ngân hàng khác nữa cũng đang gặp vấn đề hiện tại và khi mà Fed không còn chương trình cho vay khẩn cấp nữa thì sẽ ra sao? Tại vì các bạn cũng đã nhớ là chương trình cho vay khẩn cấp này đã bắt đầu vào tháng 3 của năm năm ngoái khi mà chúng ta bắt đầu có những cái vấn đề liên quan tới ngân hàng Silicon Valley Bank bị sụp đổ rồi những ngân hàng họ giữ quá nhiều công trái phiếu họ bị lỗ họ cần phải có một nơi nào đó để vay khẩn cấp lỡ như người ta tới rút tiền hàng loạt cho nên chúng ta mới có chương trình cho vay khẩn cấp này bây giờ chương trình này sắp hết hạn rồi các bạn thì nhiều người lại nói là tại sao những cái thông tin lớn như vậy mà ngày hôm nay không một phóng viên nào hỏi tới vấn đề này các bạn. Một ngày mà chúng ta thấy một ngân hàng địa phương giảm 38% mà không một phóng viên nào hỏi hết, có phải là họ đã được dặn trước là không nên hỏi hay không? Thường không biết các bạn nhưng mà đây là một điều mà thường cảm thấy rất là khó hiểu, có phải là ai đó để biết gì đó tại vì đối những gì mình thường nhận được ngày hôm nay đó thì hầu như không có khả năng là sẽ giảm lãi suất vào tháng 3, nhưng mà ngược lại các bạn thấy là chỉ số semi futures 53% phần lớn nghĩ là Fed vẫn sẽ phải giảm lãi suất vào tháng 3 chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi các bạn và khi nào mà có những tin tức mới hơn thì sẽ chia sẻ với các bạn và ngày thứ sáu này để chúng ta cũng có một cái tin tức quan trọng đó chính là liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ tuy là các bạn thấy là ước tính có tăng nhưng mà không nhiều từ 3.7 lên tới 3.8 thì vẫn là cái con số phần trăm thất nghiệp rất là thấp trong nhiều năm năm qua nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng phi nông nghiệp như là cái số liên việc làm mà không tính như làm nông đó thì sẽ tăng 185.000 trong khi mà chúng ta thấy là cái tháng trước đó là 216.000 thì cũng đã có dấu hiệu chậm lại chúng ta chỉ không biết tại sao đến bây giờ đó phần trăm thất nghiệp vẫn chưa có tăng mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy được là đừng nói tới là năm ngoái hay năm 2022 chúng ta chỉ nói tới trong thời gian 3 tháng qua thôi trong 3 tháng qua các bạn nhìn thấy được đây là những công ty lớn ở Hoa Kỳ mà sa thải nhân viên các bạn. Chúng ta có những cái con số rất là kinh khủng như là Switch, cái công ty mà các bạn sử dụng để mà stream game á. Các bạn thấy được họ sa thải 35% nhân viên, Hasbro 20% nhân viên, Spotify 17% nhân viên, Levi công ty mà bán quần jean đó các bạn là 15% nhân viên, Xerox 15% nhân viên. Thật sự không biết là Xerox bây giờ họ vẫn đang làm gì để kiếm tiền nữa các bạn. Qualtrics 14% nhân viên, Wayfair cũng là một nơi mà các bạn shopping đó là một 13% nhân viên, Duolingo 10% nhân viên, Washington Post 10% nhân viên, eBay 9% nhân viên, Business Insider 8% nhân viên, Charles Schwab 6% nhân viên, Macy, đây là một cái cây nơi mà bán hàng cho mall ra các bạn là giảm 4% nhân viên, BlackRock 3% nhân viên, Citigroup 20.000 nhân viên, UPS 12.000 nhân viên, Pixar 1.300 nhân viên, Salesforce 700 nhân viên, American Airlines là 650 nhân viên thuận chia sẻ từng công ty một với các bạn để các bạn có thể nhận ra được là không có phải là một cái ngành riêng lẻ nào hết những cái công ty xã nhân viên đó thì họ khắp nơi nữa các bạn chúng ta nói là những công ty như là công nghệ cũng có những công ty như là bán hàng hóa cũng có những cái công ty shopping online cũng có chúng ta có những công ty liên quan đến tài chính cũng có chúng ta có những công ty vận chuyển như là UPS cũng có luôn các bạn nói chung là cái số lượng việc làm bị sa thải khắp nơi nó không phải liên quan tới một cái ngành riêng lẻ nào cho các bạn thấy được là nền kinh tế nói chung đã chậm lại rồi chỉ không biết được là khi nào phần trong thương nghiệp này nó mới phản ứng mà thôi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF đi các bạn thì dòng tiền ngày hôm qua đã có rồi và các bạn đã thấy được hôm qua đó Grayscale bán 220 triệu đô la Bitcoin, chúng ta cũng đang nhìn thấy được những cái quỹ còn lại đã thu vào hơn con số đó nhiều và các bạn thấy hôm qua là ngày thứ ba liên tục chúng ta có dòng tiền vào thị trường này. Chúng ta đã có thêm 247 triệu đi vào thị trường này ngày hôm qua. Tính luôn cả trade scale của bạn, tính luôn cái phần bán đó, chúng ta vẫn có thêm 247 triệu đi vào thị trường này cho những quỹ Bitcoin spot ETF vẫn rất là tốt và ngày hôm nay đó chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là sẽ có một ngày sớm chúng ta sẽ thấy được là cái volume cái khối lượng giao dịch của những quỹ còn lại nó sẽ còn cao hơn cái raise scale thì tổng hợp là cao hơn các bạn nhưng mà nếu chúng ta nói một quỹ riêng lẻ đây thì vẫn chưa ngày hôm nay đó scale có tổng cộng là 381 triệu đô la giao dịch trong khi mà chúng ta thấy được BlackRock Ibit á, là 266 triệu và kế đó là Fidelity thì 205 triệu tuy là chúng ta thấy được chúng ta tính BlackRock và Fidelity thì con số đã bốn trăm mấy triệu cao hơn cả Rayscale. Rayscale bây giờ vẫn là công ty mà có volume nhiều nhất. Đương nhiên cái này là volume thôi các bạn. Cũng giống như là chúng ta nhận được cái dòng tiền ngày hôm nay cho cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì ngày mai chúng ta mới nhận được dòng tiền của ngày hôm nay. Nó sẽ ra sao? Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một ngày mà có nhiều tiền đi vào thị trường này. Và để thuận refresh xem coi là chúng ta có cái thông tin mới nhất liên quan đến cái phần trăm Bitcoin này có lợi hiện tại hay là không Thì các bạn có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ đó cái phần trăm có lợi hiện tại đã giảm xuống là còn 83% các bạn, 83% hiện tại. Để đang có lời đã giảm xuống so với hai ngày trước đây là tới 87.9%. Mà nhiều bạn cũng muốn biết là chỉ số NUPL đến đâu rồi Thì ngay bây giờ đây các bạn có thể nhìn thấy chỉ số NUPL cập nhật mới nhất Chúng ta vẫn đang trong cái dùng màu nâu hiện tại Chúng ta vẫn chưa chuyển thành màu xanh lá cây Vẫn dưới cái phần đó các bạn Và chúng ta hãy xem coi là crypto CryptoCoin đã cập nhật thông tin liên quan đến cái số lượng được bán bởi thời đạo hay là chưa Để xem coi là thời đạo có dấu hiệu chậm lại hay không Hồi nãy thường check tới trước khi làm video thì vẫn chưa thấy họ cập nhật các bạn Để thường refresh lại xem coi họ có cập nhật chưa thì các bạn thấy được là cập nhật của họ cuối cùng là ngày 29 tháng 1 cho nên tới bây giờ vẫn chưa có cập nhật mới hơn. Chúng ta muốn xem coi là một trong những lực bán gần đây là đến từ những công ty đào có giảm hay chưa. Và chúng ta cũng có những cái thông tin cũng rất thú vị ngày hôm nay. Các bạn thấy được là công ty Tether đó thì họ cũng đã công bố lợi nhuận của họ cực kỳ kỷ lục các bạn lợi nhuận của họ là 2,85 tỷ đô la trong quý 4 một phần lớn lợi nhuận là từ công ty trái phiếu Hoa Kỳ như bạn hỏi thường là những công ty như là công ty Tether công ty Circle mà phát hành đồng USDC đi họ kiếm lợi nhuận như thế nào trong khi đây là đồng ổn định thì rất đơn giản các bạn tại vì đồng ổn định đó được in ra là tại vì có người đưa tiền cho họ để có thể là min chứng đồng đó thì cái số lượng tiền đó họ dùng để mà mua công trái phiếu hay là mua những cái đầu tư mà nó an toàn tuy là phần trăm lãi suất thấp nhưng mà các bạn thấy họ quản lý số tiền rất là lớn cho nên chỉ tính cái số lượng thu nhập từ tiền lời thôi đã rất nhiều rồi các bạn theo báo cáo đó xác nhận của Tether vào ngày 31 tháng 1 thì công ty ghi nhận lợi nhuận là 2,85 tỷ đô la trong quý 4 của năm ngoái các bạn và bao gồm tới 1 tỷ đô la lợi nhuận là từ công trái phiếu Hoa Kỳ tại vì họ đầu tư với cái lãi suất là khoảng 4-5% gì đó cái số lợi nhuận còn lại quy ra vàng và Bitcoin để dự trữ và phân tích từ Zipia cho thấy là Tether có 125 nhân viên Nghĩa là nếu chúng ta tính mỗi đầu nhân viên đó, thì mỗi nhân viên là 22,8 triệu đô la cho quý 4 các bạn Đây là một công ty mà không có nhiều nhân viên mà họ có thu nhập kinh khủng như vậy Đó là lý do tại sao mà nhiều công ty muốn trở thành công ty stablecoin đó các bạn Và chúng ta có thể nhìn thấy được báo cáo của quý 4 của Tether đó Thì họ cho thấy được cái số lượng tiền dự trữ của họ trên màn hình các bạn thấy là họ có tổng cộng như thế nào các bạn nhìn thấy được là công trái phiếu Hoa Kỳ là khoảng 80.3 tỷ đô la là công trái phiếu Hoa Kỳ trong một số lượng mà họ lưu trữ các bạn thấy được kế đó đó thì họ lưu trữ 2.8 tỷ đô la Bitcoin kế đó là 3.5 tỷ đô la vàng điều này cũng rất là thú vị các bạn công ty Tether là một công ty trong thị trường crypto nhưng mà họ lưu trữ nhiều vàng hơn là Bitcoin và những tài sản còn lại là 5.6 tỷ đô la trong cái số này Trí đó đó họ có là 4.8 tỷ Là họ đang cho vay hiện tại à, Và vay đó là có thế chấp các bạn như là họ cho ai đó vay không biết Nhưng mà có thế chấp Và họ có 1.5 tỷ là đang dùng Để mà đầu tư hiện tại và cái số lượng mà họ có tổng cộng tài sản là tương đương với bây giờ là 98.47 tỷ Trong khi mà cái số lượng Tether mà họ phát hành đó bây giờ trên thị trường tính tới cuối năm ngoái là 91.6 tỷ đô la Có nghĩa là họ vẫn có hơn cái số tài sản so với lại cái số lượng Tether họ phát hành Dựa theo cái báo cáo tài chính của công ty Tether nhưng mà nói thật, wow, trong giờ một quý thôi đã có 2,8 tỷ đô la giải <laughs> kiếm thật các bạn nếu các bạn là công ty stablecoin. Hồi sáng này đã cũng có nhiều thông tin nói là công ty Ripple bị hack nhưng mà các bạn thấy được trên màn hình Chris Lawson là chủ tịch của Ripple, ông đã lên tiếng nói là không phải là Ripple bị hack mà chính ông đã bị hack và ông nói là con người nào đó đã xâm nhập vào tài khoản XRP cá nhân của ông và ông cũng đã nói với những sàn giao dịch để mà đóng băng cái số lượng XRP đó và đã báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật các bạn nên hiểu là những người mà lãnh đạo của Ripple đó họ có rất nhiều XRP và đây cũng là một trong những cái vấn đề mà cộng đồng thường hay phàn nàn các bạn họ có quá nhiều XRP thì họ có phải là bán thường xuyên hay là không chúng ta đã biết là mỗi lần mà Ripple bán thì uh, họ có công bố nhưng mà Mỗi lần mà chúng ta thấy là Chris Larsen bán đó, Thì họ có công bố hay không Thường không nghe nói tới nhiều các bạn Và thật ra chúng ta không nghe nói nhiều về Chris Larsen Chúng ta chủ yếu nghe nói từ Brad Gallinghouse Là CEO mà thôi Và cái số lượng tiền mà ông bị hack Các bạn ông nói là đây là một số ví bị hack mà thôi Đã lên tới 213 triệu XRP Nghĩa là khoảng 112 triệu đô la Đã bị hack đi các bạn Và Chris Larsen là một trong những người Mà thật sự nó cũng không có được Nhiều cộng đồng ủng hộ đâu các bạn Một trong những lý do là tại vì năm 2022 đó ông đã bỏ ra một số tiền để mà quyên góp cho một cái công ty gọi là Greenpeace và công ty này đó để các bạn có thể hình dung được công ty này là một công ty đã khuyến khích Bitcoin trở thành proof stake các bạn các bạn có thể nghĩ đi cộng đồng bị nghe tới chuyển thành pool state thì cũng đã có phản ứng mạnh như thế nào rồi và sau đó nhiều người cũng đã không có thiện cảm với lại chris Larson. cho nên đây cũng là một trong lý do tại sao mà chúng ta không có nghe nói tới nhiều từ chris Larson mà chủ yếu là ceo brad gallant house mà thôi Chúng ta nói tới thông tin kế tiếp đó là liên quan tới FTX thì dựa theo thông tin từ tòa ngày hôm nay FTX đang chuẩn bị để mà trả lại tiền cho những nạn nhân và trong văn bản họ nói họ sẽ trả lại tất cả nhưng mà không phải các bạn giống như là Malgox khi mà họ nói họ trả tiền đó là quy ra cây giá của crypto lúc mà được tòa án chấp thuận và FTX cũng như vậy các bạn họ nói là họ sẽ trả hết nhưng mà trên căn bản đó họ chỉ trả dựa theo cái giá của tháng 11 năm 2022 khi mà họ khai bảo vệ phá sản mà thôi các bạn thấy được lúc đó đó Bitcoin là dưới 18.000 đô Ethereum là khoảng 1.200 đô và Solana chỉ có 15 đô mà thôi và đương nhiên các bạn có thể lên trên Coin Market Cap để mà xem cái thời điểm đó giá cả của những cái đồng còn lại là bao nhiêu nhưng mà nói chung đó thì trên danh nghĩa họ nói là họ trả lại hết nhưng mà quy ra đô la của thời điểm đó các bạn các bạn đã biết là bây giờ giá đã tăng nhiều so với lúc đó rồi và chúng ta cũng có thông tin đến từ Coinbase và Coinbase các bạn đã biết là vẫn có cái vụ kiện với lại SEC và nhiều người cho là SEC đã sẽ phải bỏ vụ kiện đó nếu mà họ không muốn thua và Coinbase vẫn tiếp tục mướn thêm những tên tuổi lớn để mà làm việc và cố vấn cho họ các bạn các bạn thấy được là họ đã từng mướn những người giống như là cựu bộ trưởng bộ quốc phòng họ mướn rất nhiều những uh, cựu thường nghị sĩ dân biểu vân vân và ngày hôm nay đó thì Coinbase đã mướn cựu bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh gia nhập vào Coinbase với vai trò trong hội đồng cố vấn toàn cầu và người này đã có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc với các chính phủ và tài chính quốc tế và hiện bây giờ đó, ông là đối tác tại uh, Robbie Washer LLP. Đây là một cái ngân hàng đầu tư nhỏ và có một thời gian ngắn làm tổng biên tập cho tờ báo Evening Standard ở London sau khi mà rời khỏi chính phủ. Và ông cũng đã từng là cố vấn cho BlackRock từ năm 2017 đến năm 2021. Nói chung đó, đây là một người mà rất có tiếng tâm và tên tuổi các bạn đã tham gia vào đội ngũ của Coinbase. Và chúng ta cũng có một cái thông tin ngày hôm nay, thông tin này đó cũng không có phải là điều mà nhiều bạn quan tâm nhiều đâu. Các bạn cũng đã biết là Hoa Kỳ thì có nhiều đơn vị để mà liên quan đến bảo vệ người dân trong lĩnh vực tài chính thì có một đơn vị là CFPB thuận thì biết rất rành tại vì thuận làm việc với họ thường xuyên nhưng mà đơn vị này đó thì họ cũng đưa ra một số những quy định liên quan đến những cái tài chính điện tử và chủ yếu là họ nói đến những công ty mà sử dụng công nghệ nhưng mà trong đó cũng bao gồm luôn cả crypto thì bây giờ các bạn thấy được là ở quốc hội đó thì chúng ta thấy là ở hạ viện chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính Patrick Henry cùng với là một số những người khác như là dân biểu Francis Hill, dân biểu Mike Flood cũng đã gửi lá thư đến cho giám đốc của CFPB nói là khoan đã những quy định đó nó chưa thể áp dụng được cho crypto và kêu gọi là nên tìm hiểu thêm và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới WorldCoin các bạn. Thì các bạn đã biết đây là một trong những cái dự án à, được dẫn đầu bởi cái người mà phát hành chat GPT. Đó chính là Sam Altman. Thì các bạn đã thấy được là 6 chi nhánh của WorldCoin tại Hồng Kông cũng đang bị cơ quan giám sát quyền riêng tư khu vực điều tra. Họ nghi ngờ là hoạt động của WorldCoin Hồng Kông có nguy cơ nghiêm trọng đối với dữ liệu cá nhân của người dùng. Và đây cũng là một trong những điều chúng ta cũng đã từng thấy tới nhiều quốc gia cũng đã có cái sự quan tâm như vậy. Tại vì chúng ta thấy được là cái dịch vụ của WorldCoin cũng đã bị ngưng ở Kenya và ở India vì lý do tương tự tại vì khi mà các bạn muốn có một cái World ID đó thì các bạn phải cho họ scan cái mắt của các bạn Nhưng mà không biết họ dùng dữ liệu đó để làm gì Nhiều người rất lo lắng các bạn Hiện bây giờ đó đã có khoảng chừng 5 triệu người đã có ID tính tới tháng 12 năm 2023 Nhưng mà có nhiều chính phủ cũng lên tiếng là việc họ scan cái con mắt như vậy đó đã vi phạm quyền riêng tư và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus, hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.